Sắc phong là một loại hình hiện vật văn hóa được xác nhận bằng ấn triện của nhà vua, công nhận vị thành hoàng, được thờ tại các làng xã ở Việt Nam và có thể được cấp nhiều lần của nhiều triều đại. Mặc dù rất có giá trị, song những tài liệu quý giá này hiện chưa có phương tiện, cách thức bảo quản hiệu quả, nên đã xảy ra tình trạng nhiều sắc phong bị hủy hoại, thậm chí thất tán. Được xem là báu vật trong tín ngưỡng làng xã từ xa xưa, những sắc phong này đã được Ban Quản lý Di tích Đình Cam Giá, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình cất giữ khá cẩn thận. 9 bản sắc phong được các vị vua phong tặng cho 3 vị đại thần đã có nhiều công lao trợ giúp nhân dân sinh cơ lập nghiệp. Sắc cổ nhất là hơn 300 năm tuổi, sắc mới nhất cũng gần 100 năm. Do thời gian đã lâu nên hầu như các bản đã bị rách rất nhiều. Sắc phong này nó quá lâu rồi, thế cho nên là qua quá trình nó bị ẩm ướt, cho nên nó bị mục nát, thế cho nên là buộc tôi phải mua một cái giấy bản to này về để dán. Mà nghe người ta giới thiệu là chỉ có viện Hà Nội mới có thể phục chế lại được, cho nên là cái này chúng tôi cũng đương còn phải đương đi tìm hỏi, để nếu mà có được thì chúng tôi sẽ mang lên đấy để phục. Có những người ta nhận, người ta làm hộ nhưng mà không dám đưa, bởi vì có những nơi như vậy là bị kẻ gian nó lấy, nó bán mất, cho nên là chúng tôi không dám đưa đi đâu cả. Trên địa bàn tỉnh có trên 1.800 di tích lịch sử, trong đó có 370 di tích đã được xếp hạng. Trong quá trình xây dựng hồ sơ, ngành chức năng đã cho sao lưu, tiến hành hiệu đính, dịch thuật và lưu trữ các bản sắc phong của các di tích đó. Tuy nhiên, vẫn còn số lượng rất lớn các bản sắc phong nằm rải rác tại các di tích chưa được khai thác nội dung để phát huy giá trị. Hiện nay, theo luật di sản văn hóa thì những hiện vật này được lưu giữ và bảo quản tại nơi có di tích do chính quyền địa phương và người dân quản lý. Song thực tế, người dân địa phương cũng chỉ biết cách cất giữ đơn giản nên hiệu quả không như mong muốn. Hiện nay là cũng rất là khó khăn vì là qua quá trình lâu ngày là nó thoái hóa rồi, nó rách rước, thì bây giờ chúng tôi chỉ có không có cách nào, chỉ có bằng cách là chúng tôi gói vào áo mưa bỏ trong ống nhựa thôi. Thì là sợ là nó mất cho nên là buộc phải photo. Cái gốc là chúng tôi là phải giữ, giao cho dân mà ai yếu gần nếu mà ấy thì là phải giao cho người khác. Những bản sắc phong là một loại cổ vật rất có giá trị do có tính độc bản, nhất là nguồn tư liệu Hán Nôm quan trọng gắn với câu chuyện lịch sử hình thành và phát triển làng xã qua các thời kỳ. Hầu hết các sắc phong còn lưu lại đều rất mỏng và dễ hư hỏng. Vì thế, việc bảo tồn sắc phong đòi hỏi phải có kỹ thuật cao và chuyên nghiệp. Cái sắc phong này hầu hết là được làm bằng giấy. Nó rất khó để có thể lưu giữ nếu như không biết lưu giữ đúng cách. Chúng tôi có hướng dẫn nhân dân là cái cách để chúng ta bảo quản cái sắc phong đấy. Chúng tôi cũng đang xây dựng kế hoạch để đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép chúng tôi được sưu tầm tất cả những cái tư liệu thư tịch cổ, thần tích, thần sắc để biên dịch và xuất bản thành sách, thành cái tài liệu lưu trữ phục vụ cho công tác nghiên cứu sau này. Hiện nay, tại một số địa phương đã thực hiện số hóa các bản sắc phong, một phương pháp lưu giữ khoa học hiện đại. Đây cũng là cách thức mà ngành chức năng trong tỉnh đang hướng tới triển khai để gìn giữ tư liệu quý cho muôn đời sau. Trước mắt mới chỉ số hóa được đối với các hiện vật đã sưu tầm về bảo tàng tỉnh.